áp lực từ chính gia đình mình. Chị ơi, bị áp lực gia đình và áp lực thi tuyển sinh thì em phải làm gì á? Cho em xin lời khuyên á. Thì em hãy cố gắng hết sức để vượt qua cái giai đoạn đấy. Nó không phải là mãi mãi đâu, chị chỉ sợ những cái mà mình không nhìn thấy điểm dừng, điểm kết thúc thôi. Tức là kiểu như là giống như là khi mà mình thích một ai đấy mà mình không biết là mình sẽ thích người ta đến bao giờ ấy, như thế nào ấy. Hay là kiểu như là mình gặp một cái áp lực nào đấy mà mình không biết là bao giờ nó mới kết thúc thì mình sẽ rất là sợ. Như ví dụ như là em đang áp lực về một cái kỳ thi tuyển sinh đúng không? Thì em biết được là thời điểm nào đấy em sẽ thi, thì tức là kết thúc qua cái thời điểm đấy là em xong rồi. Là em hết trách nhiệm rồi, là em xong rồi, là em có thể thoải mái rồi, em có thể thở phào rồi. Thì em cố gắng hết sức từ giờ lúc đấy thôi. Em sống chết với nó. Qua lúc đấy là em thoải mái. Chị chỉ sợ cái gì mà nó cứ dai dẳng mãi nó không kết thúc thôi, chứ còn kết thúc được thì mãi thoải mái à. Em áp lực gia đình nữa, mong chị cho em lời khuyên á. Thì đúng rồi. Khi mà mọi thứ không được như mong muốn của mọi người thì mọi người thường sẽ kiểu như là dễ kiểu khó chịu hơn, dễ kiểu phán xét nhau, dễ kiểu gọi là phê bình nhau, dễ gây áp lực cho nhau, đấy là chuyện đương nhiên á. Em có biết gì không? Bây giờ bố mẹ chị rất là thương chị. Tại vì chị lớn, chị đi làm rồi nó khác. Nhưng ngày xưa ở nhà chị vẫn bị chửi bình thường. Không phải chỉ có mỗi em đâu. Những cái đứa mà ngồi đây, hôm nay ngồi đây, chị kể cho em nghe về cái việc là bố mẹ chị thương chị như thế nào. Mẹ chị kiểu như là chị về quê có gì ăn ngon là mẹ chị làm cho chị ăn. Mẹ chị kiểu như là gói ghém đồ này đồ kia chị mang đi. Rồi là cho cái này cho cái kia, gọi điện hỏi thăm mỗi ngày. Đấy là khi mình đã lớn rồi và mình độc lập rồi, mình đi kiếm tiền được rồi. Chứ còn ngày xưa chị ở nhà chị bị chửi suốt ngày rồi em. Rồi chửi dã man lắm, ai chả thế, ai cũng vậy hết á. Hôm nọ có một cái Q&A mà mình thấy hay vãi, xong mình cái Q&A cũ của mình, xong mình để tim và để, tại vì mình thấy nó hay nên là mình đánh dấu vào. Chờ nội dung của cái đấy như kiểu là ngày xưa mình cũng kiểu như là cũng dễ trách bố trách mẹ ấy. Nhưng mà khi mà mình lớn hơn rồi thì mình chấp nhận một cái điều đấy là bố mẹ nào cũng thế. Tức là bố mình vẫn có lúc mà uống rượu rất là nhiều, nói những cái lời mà tổn thương người khác. Mẹ mình cũng có lúc mà nóng nảy, cáu kỉnh, cũng nói những cái lời tổn thương người khác. Ai cũng vậy hết á. Xong rồi mình lớn lên thì mình thấy thôi cũng bình thường đấy. Rồi con người ai chả thế. Bố mẹ mình có phải Bồ Tát đâu. Bố mẹ mình có phải là kiểu như là thánh nhân hay cái gì đâu mà không có lúc tức giận đúng không? Với cả bố mẹ thì nói chung là cũng chỉ muốn tốt cho mình. Nhưng lúc nóng lên thì không có kiểm soát được thôi. Thì thôi, mình chấp làm gì đúng không? Mình, con cái mình sao mà mình chấp bố mẹ được. Thế mình chấp nhận cái điều đấy. Thế là mình không còn thấy bất mãn nữa. Mình thấy bình thường. Mình thấy bình thường vãi. Thậm chí là ngày xưa có những cái lúc mà mình từng bị bố mình đánh mà mình đã nghĩ là bố mình mắng mình, bố mình đánh mình ấy. Xong rồi mình nghĩ là lớn lên mình sẽ nhớ hết những cái điều đấy, và lớn lên mình sẽ, khi mà mình lớn rồi, mình trở thành rồi, mình sẽ nói lại để cho bố mình nhận ra, kiểu vậy. Tức là lúc ấy mình rất là ích kỷ luôn. Mình nghĩ là mình phải làm như thế nào để cho bố mình kiểu cảm thấy hối hận vì cái điều đấy, kiểu vậy. Hồi nhỏ mình nghĩ thế á. Ôi trời, lúc ấy mình con nít, mình không biết gì mà. Lúc ấy mình học cấp 2 gì đó. Xong mình nghĩ là sao mình lớn lên mình sẽ kể lại hết những cái cảm xúc của mình bây giờ cho bố mình nghe. Rồi mình đã nghĩ như thế. Lớn lên mình chả nhớ, mình chả nói cái gì cả. Mình thấy là thương bố mẹ mình lắm. Mình chả muốn chấp một cái gì luôn. Mình luôn cảm thấy là kiểu mình có nhường nhịn, mình có hy sinh bao nhiêu cũng chả sợ kiểu thiệt ấy. Tại vì gia đình mình mà, chứ ai đâu. Ê, bố mẹ nào cũng vậy hết á. Nên là thoải mái lên em ạ. Mình cứ nghĩ là thôi, nhà nào cũng thế, bố mẹ nào cũng vậy. Đôi khi sau này mình là bố mẹ mình cũng chả làm tốt được đâu. Mình cũng sẽ như thế thôi. Lại đấm nhau nữa kìa. Chúng lại đấm nhau nữa kìa mọi người. Siếc à? Livestream game hay là dạp siếc đây? Em còn đang bị khinh nữa là như này. Em đam mê bóng đá, cái hôm đó có giải đá banh, sau đó em đá rồi về em bị chơi đều chấn thương rồi được hạng 4. Về cái gia đình em nói là thấy chưa, đam mê của mày có ăn được không, có kiếm ra tiền không hả, hay là mày nhận lại mấy vết thương này hả, từ nay tao cấm bây giờ thì làm như thế nào bây giờ chị ạ? À? Bị cấm ấy à? Thì đấy, do là kiểu em bị chấn thương nên là bố mẹ mới cấm thôi. Làm nào để sau này kiểu như là muốn tiếp tục được chơi thì mình phải, chắc là phải đợi đến khi mình đi học đại học hay là mình ra riêng rồi nó sẽ thoải mái hơn. Còn bây giờ thì hạn chế lại. Chứ chị không biết làm nào. Nói chung là khổ lắm mọi người. Kiểu như là có những cái gia đình nó còn phức tạp hơn cơ. Hôm bữa mình về quê xong mình nghe thấy một nhà chửi nhau, chửi đến cái mức mà chửi từ sáng đến tối, chửi từ ngày này qua ngày khác. Xong các bạn biết là người ta có sát thương mà những cái lời, nhiều lúc đánh đập nó không đau bằng cái lời nói đâu. Với mình nghe được, mình nghe thấy mọi người nói là kiểu như là người vợ rất là thấp, rất là lùn ấy. Thì các bạn biết các cụ câu mà nhất lé nhì lùn không? Nhất lé nhì lùn là kiểu những người lé với cả những người lùn là những người mà kiểu hay bị nói là kiểu không thật với cả da xảo này kia các thứ ấy, kiểu vậy. Đấy là cái định kiến thôi chứ mình không nói có đây đúng hay sai nhá. Thì kiểu như là mình nghe mọi người nói là cái nhà đấy kiểu chửi nhau suốt ngày, xong rồi ông chồng thì chửi bà vợ là cái kiểu như là còn chửi là cái đồ lùn, rồi là kiểu như là nhất lé nhì lùn, nó kiểu nói chung là sát thương, nói dã man lắm.
mình nhìn mình cũng sợ, mẹ mình cũng không dám lấy chồng luôn ấy. Mình không biết là lấy chồng lấy được phải người tốt thì không nói, thì phải người xấu thì không biết là cuộc đời nó bế tắc đến độ nào. Mà bây giờ kiểu như là ở quê người ta không có, người ta không dám bỏ nhau ấy, người ta kiểu như là chịu đựng vãi. Nói chung là khổ lắm, mình thì thương ấy. Bây giờ không hợp thì ly dị thôi à. Trời ơi bạn ơi, người ta lớn rồi, người ta mấy chục tuổi rồi, có phải là nói ly dị được đâu. Nhiều nhà người ta kiểu, người ta vẫn còn phong kiến lắm. Người ta vẫn nghĩ là phụ nữ thì phải chịu đựng, còn đàn ông thì kiểu như là được quyền xỉ vả, được quyền này kia vậy á. Trời ơi, nghe ghê lắm các bạn, trời ơi dã man lắm. Ngày xưa mình ở quê, mình kiểu mình cũng thấy nhà này nhà kia gặp vấn đề kia, xong mình sợ lắm. Có lần mình thấy, mình chứng kiến cái chị đó, chị lấy chồng xong rồi chị kiểu như chồng chị cờ bạc rồi là nợ nần báo nhà, xong rồi chị kiểu chỉ có làm để trả nợ thôi, xong rồi là con cái thì lôi thôi lếch thếch, xong rồi nói chung là thấy khổ vãi. Xong rồi lúc đấy mình đã thề là không bao giờ mình sống một cuộc đời như thế. Lúc đấy mình học cấp 3 thôi. Lúc đó mình học cấp 3 thôi, mình nhìn như thế và mình đã tự nhủ trong đầu là mình thề là không bao giờ mình sống một cuộc đời như thế. Tức là mình sẽ không để cho mình lâm vào cái hoàn cảnh mà khốn khổ như thế, là mình nghĩ như thế rồi. Nói chung là mình không biết mọi người sao, nhưng mình sợ nghèo, sợ khổ lắm. Mình nhìn thấy nhiều quá rồi nhưng mình cũng sợ. Mình thà vất vả một tí còn hơn ý. Tức là mình cảm giác kiểu cuộc sống mà không có lựa chọn nó bế tắc lắm. Tức là họ không có lựa chọn luôn. Mình nghĩ là nếu mà cái chị đấy ở hoàn cảnh đấy, mà chị kiểu như là từ bé mà gia đình chị đấy đã được, chị ấy được giáo dục cái kiểu chịu đựng rồi, chị ấy sẽ không thể bùng lên được. Chị đấy sẽ chấp nhận là bị chồng chửi mắng đánh đập rồi vẫn phải đi làm để trả tiền, để trả nợ cho chồng các thứ ấy. Trời ơi ghê lắm. Mình không biết nữa, nhưng mà mình không thể sống kiểu đấy đâu, mình sợ lắm. Cũng may là gia đình mình thì mình chỉ bị bố mình đánh hồi nhỏ. Lúc mà bọn mình lên cấp 2 là bố mình không đánh nữa. Bố mình bảo là lớn rồi không đánh nữa, bố mình chỉ đánh lúc nhỏ để rèn thôi, để kiểu như là uốn nắn vậy á. Rồi là kiểu lên cấp 3 thì cũng không bị can thiệp nhiều nữa. Bố mình kiểu như là khá là con gái lớn rồi, bố mình không can thiệp đâu nhá, bố mình như thế. Với cả mình không thấy bố mình đánh mẹ mình bao giờ cả. Nên là cũng may. Mẹ bố mình kiểu bố mình thương mẹ mình lắm. Nên là kiểu nói chung là mình cũng không biết được, nhưng mà mình không thấy bố mình đánh mẹ mình. À ý là đấy là một cái điểm mà mình thấy ok la, kiểu bố mình mà lúc tức giận lên thì có thể đập chén, đập bát rồi là đập đồ, nhưng mà sẽ không bao giờ đánh mẹ mình ấy. Nên là đấy là cái mà mình thấy ok nhất. Nhưng mà bố mình vẫn đánh mình. Hồi nhỏ đánh suốt à, có anh Hoài Đinh nhá. Một từ nhỏ đến lớn bố còn chưa đánh em lần nào. Nhiều lúc mình thấy mọi người, có những người bảo là ôi chả bao giờ, chưa bao giờ bị bố mẹ đánh cả, mình thấy ngạc nhiên vãi. Bọn mình với cả hàng đàm bị đánh như cơm bữa ấy. Không phải đánh như cơm bữa ấy, mà kiểu bố mình hay đi bố mình đi bộ đội ấy, bố mình ở cơ quan ấy. Lâu lâu bố mình về thôi, về ví dụ như là bọn mình có lỗi gì đấy nhỏ thôi bố mình cũng đánh. Như là thấy ví dụ như là nhà cửa để nó bừa bộn chưa dọn hết hay như thế nào cũng bị đánh. Hồi nhỏ thôi. Ý em là con trai mà gia đình em vừa đánh em xong rồi buông những lời sỉ nhục rồi nói những câu gây tổn thương lắm chị á. Thì nói chung là mình không chọn được nơi mình sinh ra, nhưng mà mình có thể chọn được cái cách mình sống ấy. Thì nói chung là chị nghĩ là em cứ cố gắng chịu đựng ấy. Thực ra là chị cũng không thể biết được. Tức là em, nếu mà em có khả năng thì em hãy chia sẻ với gia đình, chia sẻ để cho mọi người hiểu. Em có thể dùng một cách là nhắn tin riêng cho bố mẹ em, nhắn tin ấy. Có thể là nói thẳng khó thì em có thể nhắn tin, hoặc là em viết thư tay như nào đấy để mình chia sẻ với cả gia đình mình. Còn nếu mà khó quá thì thôi, mình chấp nhận là cố gắng. Đến khi nào mình có thể sống tự lập ở bên ngoài, vì kiểu xa thơm gần thối mà, ở gần thì nó sẽ nhiều vấn đề, xa rồi thì mình kiểu thương nhau hơn ấy. Ai mà chịu nghe chị ơi, gia đình em nói ra thì gia đình em mới con mới gì nói mày con nít danh mà nói cái kiểu em không có tiếng nói trong gia đình á. À cái cách em nói á, tức là em hãy thử chia sẻ một cách gọi là tình cảm nhẹ nhàng một lần bằng cách là nhắn tin. Chứ còn nếu mà em lúc mà em nói thì kiểu em sẽ rất là khó để giữ bình tĩnh. Em chỉ cần nâng tung giọng một xíu thôi là bố mẹ em sẽ nghĩ là em đang cãi rồi. Nên là ngày xưa chị cũng đã từng nhắn tin riêng với cả viết thư tay cho mẹ chị ấy. Có một lần thôi. Tại vì lúc mà mình viết như thế thì mình sẽ kiểu nói chuyện tình cảm hơn, nói rất là kiểu như là nhẹ nhàng ấy, chứ mình không có thể hiện thái độ gì cả. Tình yêu đẹp chỉ có trong phim Hàn. Tình yêu đẹp chỉ có trong phim Hàn đúng không? Nắng ngắt điên à? Đây tình yêu đẹp bên ngoài đời mà. Chẳng qua là các bạn cứ kỳ vọng vào một cái tình yêu mà phải kiểu nam thanh nữ tú, trai phải mẹ boy nhà giàu trong anh thế phiệt, xong rồi nữ phải cực kỳ xinh đẹp thì mới là tình yêu đẹp. Đúng, đúng. Hay là kiểu như yêu mà phải kiểu, nói chung là phải kiểu mộng mơ này kia. Thực ra cái tình yêu trong cuộc sống bình thường nó chỉ cần đơn giản thôi là nó đẹp rồi, nhưng mà các bạn lại không nhìn thấy cái vẻ đẹp của nó. Các bạn kiểu phải rất là, các bạn kiểu đang kỳ vọng nó giống phim Hàn thì nó mới đẹp ấy.
Đến cái tuổi của mình thì cảm thấy là kể cả là mình nhìn những người lớn, người già, người ta đi cạnh nhau thôi mình cũng thấy nó rất là đẹp. Hoặc là mình nhìn thấy những đôi vợ chồng bình thường, kể cả là bình thường người ta kiểu cãi cọ nhau các thứ, mình vẫn thấy đấy là một tình yêu đẹp ấy. Tại đọc nhiều chuyện ngôn tình quá nên ai cũng yêu cầu cao, xong rồi không kiếm được thế. Đấy, vấn đề là các bạn đấy. Nói chung là mình đã bảo rồi, lý do mà khiến cho mình ít xem phim Hàn Quốc á, tại vì mình thấy nó không có gần với thực tế quá, và nó không gần với thực tế lắm ấy. Mình không thích xem những cái bộ phim mà nó bị ảo quá. Mình sống rất là thực tế luôn á, nên là mình thích xem những cái bộ phim mà kiểu phim Mỹ hoặc là phim châu Âu mà người ta làm về chuyện tình cảm ấy, kiểu dạng là tình cảm mà nó rất là đời thường nhưng mà rất là lãng mạn luôn. Thì mình thích cái kiểu tình cảm đấy hơn là tình cảm mà cứ phải kiểu trai mẹ trâm anh thế phiệt nhà giàu Gujupio với cả con gái thì phải nhà nghèo thế này thế kia. Bất kể hoàn cảnh gì, bất kể là địa vị gì trong xã hội á, nhưng mà hai người chỉ cần hai người yêu nhau thôi á, nó chỉ là cái tình yêu thuần khiết thôi. Mình thấy nó đẹp, rất là đẹp luôn ấy. Nên là mình không có bị ảo phim đâu à. Mặc dù mình có xem phim nha, nhưng mà mình không có bị ảo phim đâu. Xem ngôn tình nhiều xong yêu cầu đời được như phim không tìm được ai yêu là đúng rồi. Nói chung là mình thích xem phim tình cảm mà nó xem những phim tình cảm đời thường hơn. Ví dụ như là The Notebook ấy, để cho mình bảo mọi người ấy, những cái phim The Notebook ấy, hay là những cái phim gì nhỉ? Giờ tự dưng không nhớ được ra nhiều lắm. Những cái bộ phim mà họ chỉ là những con người bình thường thôi, chả cần về kiểu mẹ tài tử rồi là cái gì. Người ta hay dùng cái từ gì để nói cho kiểu tổng tài à? mình tự biết mình là một cái đứa rất là bình thường. Mình biết mình là một cái đứa kiểu cũng chả phải đặc biệt gì, cũng chả phải kiểu như là vàng đá ngọc gì, nên mình không có bị ảo phim, không có bị mơ mộng về trâm anh thế phiệt gì đâu. Mình chỉ nghĩ là một cuộc sống bình thường, hai người mà bình thường. Phim cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, đấy cũng là một bộ phim. Hoặc là phim Reply 1988, mấy cái bộ phim đấy là phim Hàn Quốc đấy, nhưng mà nó bình thường thôi. Làm sao để vừa thực tế nhưng vừa lãng mạn ạ chị ạ? Đấy là chấp nhận thực tế và yêu nó. Tức là khi mà bạn chấp nhận thực tế rồi nhá, sau bạn chấp nhận nó rồi thì bạn mới thấy nó đẹp. Còn bạn chỉ cố chấp nhận thôi thì bạn sẽ không thấy nó đẹp đâu. Ví dụ như là một người mà kiểu lúc nào tâm hồn cũng kiểu bay bổng mơ mộng và không có thực tế á, người ta sẽ không thể thấy nó đẹp đâu. Ví dụ như là mình rất là thực tế luôn. Đấy, mình thậm chí là mình đi ra ngoài đường mình nhìn những cái trước mắt mình thôi mình cũng thấy nó đẹp ấy. Ví dụ như hôm qua mình đi ra ngoài đường xong mình thấy ánh nắng chiếu qua cái kiểu chiếu vào cái tòa nhà, mình nhìn cái cảnh đấy mình cũng thấy nó đẹp nữa. Rồi là hôm nay mình đi ra ngoài đường mình thấy kiểu sương bao phủ mấy cái tòa nhà mình cũng thấy nó đẹp. Tức là mình rất là dễ cảm thấy nhiều thứ đẹp, mọi thứ xung quanh mình đẹp, bởi vì là mình giàu sống rất thực tế luôn, chứ mình không có bị viển vông. Còn nếu mà bạn mà viển vông thì bạn sẽ không thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó. Thậm chí là những cái mối quan hệ bình thường mình vẫn thấy nó đặc biệt, vẫn thấy nó hay ho ấy. Nắng uyên thâm về sự đời, cái đấy là những cái rất là bình thường luôn ý. Mình chả nói cái gì đao to búa lớn về kiểu như là những cái nhân sinh quan, thế giới quan mà phức tạp hay là cái gì mà kiểu mấy cái lý thuyết gì cao khó khăn mà mọi người không hiểu được hết á. Mình toàn nói những cái rất là bình thường. Em lại dễ quá.